À, xin chào các bạn. Thì ở cái bài phần 2 này, cái bài phần 2 của mô hình TCP/IP và mô hình OSI ấy, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về TCP và UDP. Và đây thì chúng ta đã thấy được cái phần header của TCP. Và cái phần đầu tiên chúng ta quan tâm đó chính là source port và destination port. Thì mỗi phần này nó sẽ chiếm đến 16 bit. Và cái phần tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm đó chính là số serial number. À, serial number ở đây thì nó sẽ chiếm đến 32 bit, và các bạn có thể hiểu, hiểu số serial number này nó giống như là cái số thứ tự của cái tin ấy, để mà khi bên nhận thì đó, à, để mà khi bên nhận được ấy gói tin thì họ có thể sắp xếp lại theo đúng trình tự gói tin, và khi mất gói nào thì có thể yêu cầu bên gửi gửi lại cho mình gói tin đó. Với cái số acknowledgement này thì nó sẽ chiếm đến 32 bit, và sau khi bạn gửi xong gói tin một thì nó sẽ đưa ra số acknowledgement này để bạn gửi tiếp gói tin 2. Và cái phần code bit ở đây nó sẽ chiếm 8 bit, à phần code bit tức là phần control bit ấy, thì nó sẽ chiếm đến 8 bit, và ở đây thì nó sẽ có các cờ là cờ ACK tức acknowledgement này, đây là cờ RST tức cờ resend này, cờ SYN này, cờ FIN này, FIN tức là cờ để kết nối, và xin gọi để đồng bộ, cái này là để reset kết nối. Và đây là phần cái window, window thì nó sẽ chiếm đến 16 bit. Và ở đây thì chúng ta nhận thấy là chúng ta sẽ bước vào phần port của TCP, port và TCP/IP. Như ở đây thì chúng ta đã thấy cái phần UDP ấy, thì mình sẽ nói sau để cho nó cùng đồng loạt với phần UDP hơn. Và ở đây thì chúng ta đã thấy được cái phần TCP, ở đây thì giải port của number của nó ở đây, và chúng ta đã thấy cái đầu tiên ấy tức là port từ 0 cho đến 1023, 1023 ấy, thì ở đây thì nó sẽ là dành cho các dịch vụ và các ứng dụng, và nó sẽ thường được sử dụng cho các ứng dụng ví dụ như là HTTP từ web server, POP 3 trên FTP tức là email server và telnet. Còn cái phần 1024 giải port từ 1024 đến 49151, ở đây đó chính là các cái tức cái port number này ấy, thì nó sẽ được gán cho các quá trình sử dụng và các ứng dụng, và khi mà không được sử dụng cho các khi mà các thành viên server mà nó không sử dụng cái port number này ấy, thì nó sẽ tức các port này thì cũng có thể được nó sẽ được cái lựa chọn sử dụng tự động bởi bởi một cái client nào đó, bởi một client nào đó giống như là cái bọt nguồn ấy. Và cái tiếp theo là giải bọt từ 49.152 cho đến 65.535. Ở đây thì chúng ta cũng biết là nó sẽ là thường xuyên, nó cũng thường xuyên được gán tự động đối với các ứng dụng được gắn tự động tới các ứng dụng của client khi mà bắt đầu một cái kết nối, và nó sẽ gọi là không cái ta hiểu là nó không phổ biến trong một client kết nối đến một dịch vụ mà nó sử dụng một bot tự động hoặc là bot riêng tư, kêu bot private. Ở đây chúng ta thấy là cả UDP và TCP ấy, thì nó đều sử dụng bot từ socket number để mà để chuyển cái thông tin lên cái các lớp trên, để chuyển thông tin lên các lớp trên ấy. Và cái bot number này thì nó thường được sử dụng để mà theo dõi các cuộc hội thảo khác nhau, thông qua mạng tại cùng một thời gian đấy chúng ta có thể theo dõi được nhiều cuộc hội thảo. Đây là các phần cung cấp của header TCP/IP, network destination, sequencing, acknowledge, segment, follow control, connection management. Và đây thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cái phần bắt tay, tức là phần bắt tay ba bước ấy. Thì cái đầu tiên ấy, chúng ta đã thấy đầu tiên thì máy A sẽ gửi một cái tin đầu tiên,
sẽ gửi một cái tin đầu tiên đến B, và cái gói này thì nó sẽ được sẽ có bit sin, và cái bit sin này được bật ấy, và nó sẽ có giá trị là bằng một, giá trị là một, tức là mở, tức có nghĩa nó có nghĩa là mở mở và như vậy thì nó sẽ biết là A đang cố thiết lập kết nối với nó. Và khi mà B đã đồng ý, khi mà B đã nhận được cờ xin và đã đồng ý thì nó sẽ gửi lại cho A, thì nó sẽ gửi lại cho A. A và với cái bit sin và ACK thì cái bit sin và ACK được thể hiện ở đây, cái bit sin đầu tiên ấy mà máy B nó gửi ở bước này ấy, thì nó có thể hiện là tôi muốn đồng bộ với bạn, và tiếp theo là cái bit ACK thì nó có nghĩa là tôi tức là tôi ghi nhận cái yêu cầu xin trước đó của bạn ấy. Thì ở đây thì sau khi gửi thì nó sẽ tăng ACK lên 1, và khi đó thì sau khi máy A đã nhận được cái SIN của máy B ấy, thì máy A sẽ gửi một gói tin, máy A sẽ gửi một gói tin đến một gói tin khác đến B với bit ACK được bật, và nó muốn nói rằng là nó muốn nói với tức là nó muốn nói với B ấy, tức là tôi đang ghi nhận yêu cầu trước đó của bạn, tức là yêu cầu của bạn ấy. Và ở đây thì cái sequence number và cái ACK của nó cũng sẽ được tăng lên 1. Và sau cái bước 3 này ấy, thì kết nối thì nó đã được thiết lập và nó sẵn sàng để truyền cái data. Và cái mục đích của cái bắt tay ba bước này ấy, thì nó chính là cái thiết lập kết nối bên gửi và nhận để tránh cái trường hợp mất dữ liệu. Như đây chúng ta thấy mà khi mà nó muốn kết thúc cái phiên truyền này thì nó sẽ gửi cái cờ phin để kết thúc phiên. Và đây thì chúng ta sẽ đây là một ví dụ của cái phiên của TCP đây. Thì tôi gửi một cái file với FTP với FTP mà sử dụng giao thức TCP, và tôi muốn chắc chắn rằng là cái web này nó sẽ nhận được cái gói tin đó. Đây chính là nó sẽ gửi đến ai. Đây như các bạn đã thấy nó đã gửi đến đến và sau khi mà cái web này nhận được ấy thì nó sẽ thông báo là tôi đã nhận được cái ba gói tin được ba gói tin này, thì tôi sẽ send cái acknowledgement này. Ở đây thì cũng thế, cứ tiếp tục như thế. Và khi mà như ở đây là có thông báo là tôi đã bị mất ở cái gói tin ở trong group 2 ấy, thì tôi sẽ send cái này lại để mà bạn gửi lại cái acknowledgement để sau khi nhận được thì sẽ gửi lại cái gói tin mà bị mất. Như ở đây thì chúng ta đã thấy là cái phần khi mà tức cái phần TCP ấy, thì nó sẽ sử dụng cái Windows sẽ sử dụng cái Windows size và acknowledgement để mà khi mà có trường hợp là dữ liệu bị mất hoặc là bị từ trong khi trong tắc nghẽn ở trong cái trong một phiên ấy. Từ với Windows size đầu tiên chúng ta thấy là Windows size đầu tiên của nó sẽ là 3000, thì đầu tiên thì nó sẽ có sequence number là 1 thì nó sẽ gửi gói tin là với kích thước là 1500 byte, do là cái tối đa mà một gói tin được gửi chỉ có kích thước tối đa là 1500 byte, mà cái Windows size của chúng ta lại lên đến 3000 byte, nên nó sẽ chia làm hai lần gửi, và ở đây thì nó sẽ nhận được cái phần này và cái gói tin tiếp theo thì nó sẽ gửi thì cái sequence number nó sẽ tăng lên 1. Đây, và sau khi nó đã nhận được hết toàn bộ 3000 cái
tôi gói tin mà có kích thước là Windows size là 3000 ấy thì nó sẽ gửi cái acknowledgement có số là 3001 và ở đây thì nó sẽ gửi tiếp gửi đến sau khi nào hoàn thành. Như ở đây thì chúng ta thấy cái phần Windows size ấy, thì nó sẽ xác định được cái số byte mà số byte trước khi mà gửi trước một cái acknowledgement dự kiến ấy. Và cái số acknowledgement number này ở đây thì nó chính là một cái số byte dự kiến tiếp theo. Như trong hình chúng ta thấy số byte dự kiến tiếp theo, tức là nó muốn tức bên gửi gửi cho mình tiếp. Và ở đây thì chúng ta đã thấy là cái phần xảy ra trường hợp, tức là một cái gói tin với sequence number là 3001 đã không, tức là bên nhận thì nó đã không nhận được cái gói tin này với kích thước là 1500 byte. Như vậy thì nó sẽ ở đây thì sau khi nó nhận cái gói tin này xong rồi thì nó sẽ gửi một cái acknowledgement với cái số là 3001, tức là số sequence number và cái window size với kích thước là 1500 gửi lại bên gửi, để mà bên gửi này nó sẽ gửi lại cái gói tin với sequence number 3001 này cho bên nhận. Và cái tiếp theo đó chính là cái phần follow control, tức là điều khiển luồng, tức là như chúng ta thấy ở đây là khi cái gói dữ liệu mà nó đến quá nhanh đối với một cái hot hoặc là một cái cổng, một cái gateway nào đấy, thì một cái gateway để mà nó xử lý thì cái chức năng vận chuyển của nó sẽ có một, nó sẽ, tức là nó sẽ phát đi một cái thông báo là not really, tức là chưa sẵn sàng để ngăn cái người gửi cái gói tin. Và sau khi cái phần sau khi nó đã ok, tức là phần này nó đã sẵn sàng ok đấy, tức là buffer ở đây có thể chúng ta có thể hiểu nó là một bộ nhớ đệm mà nó bị đầy ấy, thì nó sẽ thông báo ở đây là not really, tức chưa sẵn sàng, thì bên này nó sẽ stop lại. Và khi mà từ quá trình segment đây, tức là khi buffer mà nó đã ok rồi ấy, thì nó sẽ thông báo lại là đã sẵn sàng để mà bên gửi nó sẽ tiếp tục gửi cái gói tin, bên gửi tiếp tục gửi gói tin đến bên nhận. Và tiếp theo đó chính là UDP. Như ở phần trên này thì chúng ta đã thấy cái phần header của UDP ở đây thì chúng ta đã thấy header của nó chỉ gồm có thuộc port, destination port, length, checksum và data thì có một vài. Và chúng ta có thể thấy rằng ở đây ở cái phần UDP này ấy, thì nó chính là một cái giao thức rất là đơn giản mà nó cung cấp một cái chức năng của một lớp transport cơ bản. Và tức là cái chi phí của chi phí của nó thì sẽ thấp hơn rất nhiều so với TCP. Như vậy nó sẽ cho nên nó sẽ không cung cấp một số cái như là, ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy là nó cung cấp cái việc truyền lại rất là phức tạp này, chứ còn sinh hoặc là điều khiển luồng này. Chúng ta đã thấy ở đây thì chúng ta nghe đến cái phần từ phần header của DP thì nó rất là ít, nó không có nhiều chức năng giống như kiểu TCP như này, nên những cái phần cung cấp giống như kiểu TCP thì nó sẽ là không có. Và đây là có một vài cái ứng dụng sử dụng DP, đó chính là Domain Name System, đó chính là DNS này, là SMTP, là DHCP dịch vụ cấp phát tên miền tự động này, cấp phát địa chỉ IP tự động này, là TFTP, RIP này, rồi một online game. Nhưng mà điển hình chúng ta có thể nhận thấy cái phần tức là cái ứng dụng mà sử dụng DP rõ nét nhất đối với chúng ta, đó chính là cái phần video hoặc là khi chúng ta xem video hoặc là chúng ta gọi điện này,
Video thì khi chúng ta xem, chúng ta mất một số pixel điểm ảnh thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến toàn bộ cái video đó. Cho nên là hoặc là khi mà chúng ta gọi điện ấy thì yêu cầu tốc độ của nó sẽ phải là rất là nhanh. Nhưng mà cái phần dữ liệu thất thoát thì chúng ta có thể cho phép được nó mất một số thông tin, nhưng mà yêu cầu tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Như vậy là chúng ta đã biết cái phần UDP và TCP điển hình của khác nhau của nó sẽ là về phần tốc độ của cái UDP thì nó sẽ rất là nhanh hơn rất nhiều so với TCP. Và đây thì mình sẽ chỉ giới thiệu về cái phần UDP và chúng ta sẽ bài của chúng ta thì sẽ đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học vào tối thứ bảy tuần này. Chào các bạn.